nắng nóng gay gắt. Thế nhưng đường lớn, đường nhỏ đều có quá ít, thậm chí không có cây xanh. Nhiều con đường dài hàng cây số không có một mảng xanh. Mùa tháng 4 ở Sài Gòn mình nắng nóng lắm, gây cho mình khó chịu đúng không? Mình ra đường thường thường hay núp vô mấy cái bóng mát anh chờ đèn xanh đèn đỏ. Độ che phủ cây xanh bình quân đầu người tại thành phố Hồ Chí Minh chưa tới 1 m², không đạt quy chuẩn và chỉ bằng 1/10 chỉ tiêu cây xanh của các thành phố tiên tiến trên thế giới. Cây xanh thành phố Hồ Chí Minh là chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của người dân. Cái bản xanh đô thị thành phố hiện nay là chưa có quy hoạch của ngành, cái này cái rất tiếc. Mà cái này đáng lý ra nó làm lâu rồi. Khuyến khích những nhà cao tầng đó thì trồng cây trên nóc hoặc là trên tường. Trở thành một thành phố xanh, đô thị sinh thái thông minh bền vững là mục tiêu hướng tới của thành phố trong tương lai. Nhưng trước mắt, việc gia tăng thêm lượng cây xanh đường phố, mảng xanh công cộng là điều mà người dân thành phố rất mong mỏi cho những mùa nắng tới đây sẽ phần nào bớt nóng.